Phong Thủy Thông Nghiên xin gửi lời chào đến các quý vị và các bạn đang theo dõi video ngày hôm nay. Chúng ta biết rằng là trong những cái vật phẩm phong thủy để mà tăng thêm cái yếu tố vượng khí trong ngôi nhà, đặc biệt là hóa giải yếu tố sát khí, là một trong những vật phẩm rất khó mà sử dụng và rất khó nắm bắt. Và nếu như không có kiến thức thì chúng ta rất khó để mà chọn lựa được những vật phẩm công hiệu cũng như là mang lại cái tác dụng tuyệt đối cho ngôi nhà chúng ta. Và một trong những cái trường hợp mà ngôi nhà bị phạm phải những sát sau chúng ta cần phải chú ý này. Những ngôi nhà mà gần phải đình đền chùa miếu phủ này, tức là những nơi thờ tự hoặc là những nơi mà gần nhà thờ họ mà thường xuyên hương nhang hương hỏa, những ngôi nhà mà gần bệnh viện, gần trạm phát sóng BTS, gần bãi tha ma hoặc là gần những nơi mà ô ế, âm u, nhiều âm khí thì chúng ta cần phải chú ý và sử dụng đến cái vật phẩm này để mà hóa giải. Và Đức Trung sẽ cùng hướng dẫn đến các quý vị và các bạn một trong những vật phẩm hàng đầu tại Phong Thủy Nguyên, đó là vật phẩm Bạch Ngọc Đại Minh Chú, đúng không ạ? Đây là một vật phẩm được Phong Thủy Nguyên đóng gói rất là kỹ càng thông qua hệ thống bao bì mới cũng như là được in ấn rất là kỹ những cái phần thông tin của sản phẩm ở trên này để chúng ta có thể yên tâm tuyệt đối với chất lượng nha. Bạch Ngọc Đại Minh Chú nguyên liệu chế tác là từ thạch anh trắng tự nhiên nguyên khối này, được cắt nguyên khối cũng như là được khắc chữ ở phía bên trên, chữ gì chút nữa chúng ta sẽ mở hộp ra để chúng ta biết nha. Và được khai quang nạp chú để gia tăng thêm cái công hiệu. Đây là vật phẩm có cái tác dụng thứ nhất đó là hóa giải những cái trường hợp sát khí này, tà khí và âm khí ảnh hưởng đến ngôi nhà chúng ta này. Những nơi mà gần đình đền chùa miếu phủ nghĩa trang, gần nơi thờ tự lớn và các trạm phát sóng BTS, và cũng có thể là chúng ta sử dụng để mà hóa giải những trường hợp là sát khí tác động đến phòng ngủ của chúng ta thông qua cửa sổ chẳng hạn. Thì chúng ta sẽ cùng mở ra để xem là phía bên trong sẽ là cái gì nhé. Nào, chúng ta sẽ cùng thấy rằng là cái đóng gói bao bì rất là kỹ lưỡng để mà các quý vị có thể là yên tâm trải nghiệm cũng như là yên tâm tuyệt đối vào sản phẩm nha. Và phía bên trong đây chính là sản phẩm Bạch Ngọc Đại Minh Chú, là một phiên đá trắng được chế tác rất là vuông vắn và được bọc lại bởi là lớp giấy bóng này để trong quá trình mà chúng ta cầm nắm sử dụng thì nó không có bị dây bẩn ra vật phẩm. Để chúng sẽ cùng mở ra để chúng ta sẽ cùng xem trực tiếp vật phẩm nha. Rồi, và thưa quý vị, trước mặt các quý vị ở đây đó chính là vật phẩm gọi là Bạch Ngọc Đại Minh Chú. Với vật phẩm Bạch Ngọc Đại Minh Chú thì chúng ta sẽ sử dụng theo chiều ngang chứ không phải sử dụng theo chiều dọc nha. Chúng ta sẽ sử dụng theo chiều ngang, và trên cái phiến Bạch Ngọc Đại Minh Chú được khắc cái dòng chữ là Om Mani Padme Hum. Đây là dòng chữ câu chú nổi tiếng ở trong nhà Phật, đúng không ạ? Với cái yếu tố là để tăng thêm cái yếu tố linh lực cũng như là tăng thêm cái khả năng và sát khí kỵ tà. Câu chú Om Mani Padme Hum được khắc chìm đối với trên phiến đá này và được sử dụng cái mực đỏ chu sa để mà bôi lên để mang cái công hiệu đó là tăng thêm yếu tố về tịch tà hóa sát cho những trường hợp ngôi nhà phạm về sát khí. Chúng ta biết rằng là kiến tạo nên một không gian sống, môi trường sống phù hợp phong thủy không phải là một điều dễ dàng nếu như chúng ta không có những kiến thức về phong thủy. Tức là nếu như không có kiến thức phong thủy thì rất dễ chúng ta lựa chọn sai cái trạch đất có nhiều cái trường hợp sát khí vấp phải. Và những cái trường hợp sát khí mà chúng ta dễ dàng gặp phải, ví dụ như gần nơi đình đền chùa miếu phủ. Đình đền chùa miếu phủ là nơi hương hỏa, nơi đó thường tụ nhiều âm khí và âm binh. Bởi vậy cho nên những ngôi nhà gần ở nơi đó thường cái không khí thường có sự ủ mịch, rất khó để mà kinh doanh buôn bán cũng như rằng là rất khó để mà có sự phát triển lên yếu tố về sự thịnh vượng trong kinh tế. Bởi thế cho nên rằng là những ngôi nhà mà gần đình đền chùa miếu phủ thì chúng ta cần phải chú ý rằng là đặc biệt là đối diện với lại cổng đình đền chùa miếu phủ luôn thì chúng ta nên là sử dụng cái vật phẩm là Bạch Ngọc Đại Minh Chú này để mà hóa giải. Những nơi mà gần với lại bệnh viện hoặc là bãi rác thì đây đều những nơi mà có trường khí rất là yếu. Chúng ta biết bệnh viện thì thường là có bệnh thì mới đến, chứ nó không phải là có bệnh thì rất khi ít khi đến. Mà những người có bệnh thì năng lượng cái trường khí rất yếu, vô hình chung nó tạo ra một cái trường khí xung quanh cái khu vực bệnh viện đó là có cái yếu tố về âm khí, trường khí, thậm chí là có những trường hợp tử vong đấy thì âm khí còn phát mạnh ở đó nữa cơ. Do đó rằng là những ngôi nhà mà gần bệnh viện thì cũng không phải là nơi tốt để chúng ta cư ngụ. Gần bãi rác thì tương tự luôn. Bãi rác thì nào là uế khí, mùi hôi, rồi là tạp khí, rồi là lại còn rất là nhiều những cái mà nó không có đẹp về cảnh quan nữa thì chúng ta cũng cần phải chú ý đến. Hay những ngôi nhà mà gần trạm BTS, trạm phát sóng BTS chính là cái trạm phát sóng mà người ta đặt ở những khu vực khác nhau để tăng cường thêm yếu tố phát sóng của sóng điện thoại hoặc là sóng vô tuyến. Do đó rằng là nếu những ngôi nhà mà gần những trạm phát sóng BTS này thì vô hình chung cái yếu tố bước sóng mà trạm BTS phát ra
thì nó sẽ tác động đến bộ não của con người chúng ta. Do vậy rằng là những ngôi nhà mà gần trạm phát sóng BTS này thì về cơ bản cũng không có tốt cho sức khỏe gia đình. Đầu óc thường xuyên là căng thẳng, rồi là tính tập trung không cao và dễ gây ra những cái chuyện liên quan đến khẩu thị thị phi. Do đó những ngôi nhà mà gần những trạm phát sóng BTS này thì cũng không tốt. Bởi vậy cho nên chúng ta cần, nếu như không chuyển được thì phải sử dụng những món vật phẩm thủy để mà hóa giải. Thì cái vật phẩm bạch ngọc đại minh chú là những món vật phẩm phù thủy là hàng đầu để chúng ta xử lý đến. Với cái chất liệu làm từ bạch ngọc, tức là làm từ chất liệu thạch anh, nó có cái yếu tố xung nhịp dương để mà tác động và hóa giải những yếu tố về trường khí xấu ảnh hưởng đến ngôi nhà chúng ta. Chúng ta biết rằng là cái xung nhịp của đá thạch anh thì nó sẽ tạo những xung nhịp dương như thế này, tạo ra các bước đếm và nó có cái tác dụng đẩy các bước sóng bắt tác dụng đến ngôi nhà chúng ta. Do đó là sử dụng cái vật phẩm bạch ngọc đại minh chú này chính là cái phương án hữu ích để mà hóa giải cái trường hợp ngôi nhà chúng ta bị sát khí. Và chúng ta sẽ có hai cái lỗ đầu của cái, sẽ có hai cái lỗ vít ở hai đầu của cái thanh bạch ngọc này, và chúng ta sẽ gắn vào đó là hai cái thanh vít để chúng ta vít chặt lại. Và lưu ý là đây là cái phiến bạch ngọc nó khá là dễ vỡ, nếu chúng ta siết mạnh thì chúng ta sẽ cần phải làm sao là có cái gắn nó vừa phải, hoặc tốt nhất là chúng ta không vít thì chúng ta sẽ gắn lại bằng cái chất liệu gắn chắc chắn, ví dụ như bằng xi măng hoặc là bằng keo gắn chắc chắn thì sẽ không để vật phẩm nó bị rơi. Do đó là chúng ta sẽ cần phải chú ý sử dụng cái vật phẩm mà nó đúng cái tính năng, đúng công hiệu, nó sẽ phát thì nó sẽ phát huy công hiệu nó tốt hơn. Đặc biệt chúng ta có thể sử dụng tại cái cách đó là chúng ta sẽ gắn tại những vị trí mà nó đối diện với trường hợp sát khí, ví dụ như sát khí đấy đến cửa chúng ta sẽ gắn ở ngoài cửa, hoặc là tại các khu vực cửa sổ chúng ta có thể sử dụng, hoặc phía đằng sau nhà thì chúng ta cũng sẽ sử dụng cái phiến bạch ngọc đại minh chú này chúng ta tiến hành hóa giải. Chi tiết hơn thì quý vị nên gọi điện đến số 1900292 hoặc là để lại số điện thoại dưới phần bình luận thì sẽ được đội ngũ trợ lý của thầy Tâm Viên tư vấn một cách kỹ càng nhất, và chúng ta có thể kiểm chứng lại ngôi nhà chúng ta xem có đang gặp phải những trường hợp sát khí trên hay không, gần đình đền chùa miếu phủ, gần bãi rác, gần bãi tha ma, gần nghĩa địa, gần những nơi công quyền, gần những trạm phát sóng BTS, hoặc là gần những cái trạm biến áp lớn thì chúng ta sẽ cần phải sử dụng đến cái vật phẩm này chúng ta hóa giải nha. Hãy gọi điện đến số 1900292 để được tư vấn cách kỹ càng chi tiết nhất. Hoặc quý vị cũng thể truy cập website là phongthuytangnguyen.com hoặc đến trực tiếp văn phòng tại Hà Nội, tại Đà Nẵng, tại Thành phố Hồ Chí Minh để được đội ngũ trợ lý tư vấn hướng dẫn chi tiết hơn. Và thông qua video này thì Đức Trung rất mong là những kiến thức mà chia sẻ sẽ giúp ích các quý vị trong quá trình ứng dụng phong thủy trong cuộc sống để lựa chọn ra một nơi cư ngụ thật tốt, là một nơi ước đến trong mong về chúng ta, đúng không ạ? Hãy bấm nút đăng ký kênh cũng như bấm nút chuông để đón nhận những video mới nhất nhé. Xin cảm ơn cũng như hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin chào.